Oh, man. Không có nữa kìa. Ướt mình nét luôn. Cái bánh này hơi cứng nè. Mua luôn hả? Dạ. Được ông Sáu với ông Út đem ra ở ngoài chợ người ta cho đó cô chú. Có người người ta bán chậm người ta cũng cho. Rồi làm phước. Ở đây thì là một cái xe chuyên dụng nè. Cái xe này thì ông Sáu để đi ra chợ gom những cái rau củ quả mà bà con người ta bán đó. Như người ta gửi cho ông Sáu để cho cá ăn. Hả cô chú anh chị không? Chiếc xe thì có 102 luôn nha. Xe này chắc tự chế nè cô chú. Thì hôm nay em cũng có dịp trở lại thăm đàn cá của ông Sáu. Thì nghe nói là cá bây giờ thì nó càng ngày nó càng nhiều. Chứ bây giờ bà con người ta thấy chỗ này là kêu bằng đất lành chim đậu đó cô chú anh chị. Thì bà con cũng có đem một số động vật đến đây thả, cũng như là ong gùa nè, rồi ếch nè, ếch nhái nè, rồi lươn đồ đầy đủ. Về đây để có lẽ là thấy chỗ miền đất này của ông Sáu thì sống được nên cá này kia nè, rồi quy gùa đồ tụ họp về đây ở bên ông Sáu nè đó. Đặc biệt là không có đi của chú anh chị, ta thả xuống đây là ở đây luôn không có đi đó. Thì cái khu này cũng không có rộng gì đâu cô chú đó. Đó. Diện tích thì cũng một phần này thôi, nhưng mà chỗ này thì ông Sáu bao vòng một vòng cung luôn, nên có thể là nó ở trong khu này thì nó sẽ an toàn. Còn qua ngoài xa xa kia thì có thể bị người ta đánh bắt, nhưng mà cá này bây giờ nó khôn lắm, nó không có đi xa. Đó. Ông Sáu cũng có cho người ngủ giữ cho tối. Ông Sáu với ông Út thì lớn tuổi rồi, ban đêm không thấy đường nên phải thuê người giữ tiếp. Đó. Cũng tốn một cái chi phí nào nữa đó cô chú. Hôm nay ông Sáu với ông Út cho cá ăn. Bữa nay con nước mấy mà kém dữ vậy ông Sáu? Bắt đầu lớn lên đó hả? Rồi. Sáng giờ là rộng đó ông Sáu. Rồi rồi sát dưới này luôn nè cô chú. Cốm thì cá he nó thích lắm cô chú. À, cô chú thấy cá he nè, đó. Ông Út ông thảy xuống cốm đâu là cá he lội lên nè. Ăn đàn luôn. Lâu lâu mới gặp một con cá cha đen cô chú anh chị. Nhưng mà cốm này thì cá he lại rất là nhiều. Ông Út thấy cốm xuống cho cá ăn nè. Cái này là được ông Sáu với ông Út đem ra ở ngoài chợ người ta cho đó cô chú. Có người người ta bán chậm người ta cũng cho. Rồi làm phước.
Rồi sáng giờ nước giật, giờ này bắt đầu là nước lên lại ha ông Út. Dạ. Cá he nè cô chú. Cá he nó thích cơm luôn cô chú anh chị. Nhìn nè, cá he nè. Cá he rất là nhiều luôn nha. Cái này là mình cho nó ăn buổi sáng đây hả ông Út? Vậy hả? Không có buổi ha. À. Đây cô chú thấy nè. Quá sớm rồi. Thì chỗ này cô chú anh chị thấy nè, cái khu này khi mà nước kém xuống thì nó cũng nhìn thấy nó cũng nhỏ cô chú. Đó. Hôm sáu thì ổng làm những cái bè gì nè, ổng bao vòng đây cho cá nó ở trong cái khu này. Lúc này là cô chú anh chị thấy không? Đó, bên khu bên đây thì nước giật xuống nó nhìn thấy nó nhỏ nhưng mà khi nước dâng lên thì mấy cái bè nó sẽ cao lên nha cô chú, thấy nó rộng ra. Nói chung ra thì mà có cốm á, thì cá he nó rất là thích. Nè cô chú thấy nè, cá he rất là nhiều luôn. Cá he. Ồ có cá chai đen nè cô chú. Cá chai đen có con đặc biệt là không có con mắt nha cô chú anh chị. Nè cá chai đen nè. Bắp cải. Nãy giờ ông Út cho cá đá banh dữ lắm rồi phải không? Ôi ơi nhìn này cô chú ơi. Đó trời ơi. Chung là ở dưới này là cả trăm cái tấn cá mà cô chú, hơn 100 tấn đó, ông Sáu ông chia sẻ là hơn 100 tấn đó. Đặc biệt cá ở đây là nó có cái đốm trắng ở trên đầu, cô chú anh chị nhìn quan sát kỹ thì nha, có cái đốm trắng ở trên đầu, nhìn thấy nó ngộ đó. Nó mới độc lạ. Còn cái chai đen đó cô chú. Đó, cái chai đen. Con cái chai đen cho con không gặp con mắt của nó. Nó không có con mắt hả? Dạ ngộ ha. Vậy mà vẫn loại đó bình thường luôn trời, hay thiệt. Dạ hay thiệt chứ. Mình không hiểu nổi luôn ha. Dạ. 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 Ngộ thiệt. Con cá chai đen thì nghe ông Út chia sẻ là nó không có con mắt thôi chú. Bởi vì em nhìn thấy không có con mắt. Đây nè. Nó không có con mắt luôn cô chú anh chị, thấy chưa? Cá chai đen á. Ôi ơi. Đó cha. Đây nè. Đó. Ôi. Cô chú thấy nó giành ăn với nhau đó, nó vừa cũng như là một một đội bóng mà giành nhau trái banh vậy đó. Đó. Quá xa rồi. Trời ơi. Thì cá to thì nó thấy mọi độ lên nó lắng mấy con cá nhỏ xuống trơn.
khác vậy đó. Ướt mình hết luôn. Ngày nào cũng vậy, ông Sáu cũng đi kiếm bánh mì rồi rau củ quả về cho cá ăn đôi chút. Nhưng mà số lượng cá ở đây thì nó rất là nhiều, bởi vậy không thể nào cung cấp thức ăn đủ của chú anh chị. Quá. Gượt nhau quá xa rồi, quá gượt rồi. Còn cái banh cuối cùng. Cái banh này hơi cứng nè. Quá. Ngày nào cũng vậy cô chú. Cái số lượng cá này thì ông Sáu con ngà tốn thức ăn rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Cái này là người ta cho mình hả ông Út? Mua luôn hả? Dạ. Con thấy cốm này thì được mấy cái loại cá khác như cái he này kia đó, nó thích dữ lắm. Có cốm xuống là cái he loại nhiều lắm. Ngày nào cũng tới từ sáng tới trưa tới chiều. Ngày tối thì phải mướn người ngủ dữ. Phải học qua một khóa ông Sáu dạy mới được, không thôi là bắt không có được đâu. Không phải dễ ăn đâu, có kinh nghiệm mới được đó. Cái bộ không xong rồi. Lâu dài mới bắt được cá nha các bạn. Cũng như em nhung cái đó vậy đó hả? Nhung nhỏ. Nhung nhỏ là tập cũng lâu lắm à. Trời ơi. Cá này nó ăn nó cái tỳ lệ khó bắt quá. Cá he rất là nhiều luôn. Cá he nè, rồi cá mì dinh. Cá mì dinh ít nhưng mà cá he nhiều lắm cô chú. Cá này theo ông giáo tính là
nè, cá he nè cô chú, nó cá mì dinh đó nè. Thấy cơm xuống thì cá he nó rất là thích ăn. Đây thì ông Sáu xuống tập huấn cho anh em đồng nghiệp bắt cá. Chỉ có ông Sáu mới bắt được thôi, ông không phải dễ ăn đâu. Cá này là anh em nuôi, anh giật bằng dây không chứ không có bắt người ta. Nó lộn. Trời ơi. Rồi, nhanh nhanh tình cảm một con. Ô, quá hay luôn. Gán kiếm mà một ông nào cái cha đen rồi bắt được là may mắn lắm á. Cũng có à, lên đây gai đó. Bữa nay ông Sáu làm sao bắt được một con cá cha trắng luôn nhá? Khó à. Con thấy cái con cá cha trắng rất lớn luôn không đó? Rất là nhiều luôn. Để nhận bắt được con cá thành công thì cũng phải qua được. Mấy cá bự nó bự mấy cá bự. Cái vừa đếm cái gì đó? Đó chưa, đó chưa. Đó hay, mạnh lắm á. Thành công rồi. Ồ cái he này cô chú. Ồ có cá nàng hai nữa. Cá nàng hai nhiều lắm, mới lội lên hai con kìa, to lắm. Cá nàng hai. Đâu phải không? Cái cha đen nó đen luôn á. Cái con đen đen thôi kìa. Cái đen mà con mắt nó đúng bị mù á. Con cái con đen nó bị mù, con nào vậy chứ? Nó không có con mắt. Cái con nó không có mắt á. Con đen là nó bị mù mắt à. Ủa sao kỳ vậy? Vậy con cá nào vậy chứ? Cá bự cá nhỏ gì mà. Cá đầu đàn ha. Vậy là nó lội thì nó có định vị hướng. Vậy là nó là đầu đàn. Chưa đã cái đầu cá đen à, cá đen nó mất tiêu. Bữa đó ông Sáu bắt được đó. Mấy con cá cho nó ăn cái là nó xếp cái hai cái ngạnh lại. Nó không bị về nó cá kìa. Bình thường thì nó mấy cá loại này nước đạp nước luôn nè các bạn. Đu đủ này thì cũng được ông Út với ông Sáu lấy từ ngoài chợ vào nè cô chú. Nói chung thì cá này đàn cá nó quá khủng rồi, nó hơi trên 100 tấn. Nên đây có cô dẫn bé đi hỏi xem cá nè. Thì nó cá trên 100 tấn, bởi vì có tận dụng được cái gì là lấy cái đó cho cá ăn nha cô chú. Đây là đu đủ nè. Mùa này thì đu đủ cũng rẻ thôi, nếu mà đu đủ mà giá nó cao thì chắc người ta cũng bán cũng được nhiều.